chỉ tượng trưng một số quan khách. Mong rằng tất cả quý quan khách ở đây, nếu chúng tôi không có nhắc hiện tên, quý vị thương thông cảm với chúng tôi và hãy thương chúng tôi vì chương trình nó quá dài. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu hai quan khách rất là đặc biệt. Thứ nhất là gia đình ông Ba Lợi, đồng hương Cà Mau đến từ Houston, Texas. Chúng tôi xin gia đình ông Ba Lợi. Kế tiếp là gia đình của anh Cao Trí Điển, đồng hương Cà Mau, vừa tới Mỹ 5 tuần. Xin quý vị gia đình ông và sau đó là chào đến cái phần quan khách xong. Tiếp theo chúng tôi tới phần Lân sẽ múa bao giờ. Hội nhà luôn mãi trường tồn. Sau cùng,
dồi dào. Riêng các cháu luôn vui vẻ, tiến triển trên cả hai phương diện đạo đức và học vấn, nhưng không quên Cà Mau Việt Nam là quê hương. Kính thưa quý vị, sức khỏe dồi dào, bá niên trường thọ, trân trọng kính chào. Tất cả quý vị truyền thông và báo chí, kính thưa các hội đoàn thân cận của hội Cà Mau, kính thưa quý vị cao niên, thưa quý vị đồng hương có nhiệt tình đối với hội Cà Mau, các em các cháu thân mến, thật lòng sự vinh hạnh tôi xin đại diện cho ban cố vấn hội ái hữu Cà Mau có vài lời thưa cùng tất cả quý vị. Chúng ta trải qua bao nhiêu năm tha hương nơi xứ người, nhưng lúc nào chúng ta cũng hoài niệm, không bao giờ quên cái quê hương của chúng ta. Nói lên những điều hôm nay, dù rằng một cái bữa tất niên cũng như là để tiếp từ con chuột ra đi mà để rước con trâu vào nhà chúng ta, thì quý vị thấy rằng tôi hy vọng rằng năm nay tất cả chúng ta đều làm ăn phát đạt. Thì với việc cái sự tha hương đó mà chúng tôi muốn nói rằng bây giờ máy móc thì nó quá cỡ, chứ mà hồi xưa đó ở Cà Mau chúng tôi ai có trâu á thì coi như giàu đó. Thì năm nay trâu về, tôi nghĩ là tất cả mọi người đều khá. Bây giờ tôi xin mạn phép cùng quý vị để có một vài lời. Trước nhất quan hệ để mà chào mừng tất cả quý vị, cầu chúc quý vị sang năm mới muốn cái gì được cái đấy, sức khỏe dồi dào, và các bạn trung niên, các cháu thiếu nhi luôn luôn lúc nào cũng nhớ rằng quê hương chúng ta rất xa nước Việt Nam. Tuy nhiên lúc nào chúng ta cũng phải nhớ rằng Cà Mau là quê hương chúng ta. Thế cho nên hôm nay tôi xin thay mặt cho ban cố vấn nói lời cùng tất cả quý vị ở hội trường này, mong rằng cái sự thương yêu đoàn kết chúng ta khi xa quê hương, đoàn kết thương yêu bằng sự thật, không có nói bên ngoài mà nói trong tấm lòng, thì nhân dịp xin sắp về tôi xin cầu chúc cho tất cả mọi người mọi lứa tuổi muốn cái gì được cái nấy, các em học hành thật là giỏi, nhưng có một điều đừng bao giờ quên tiếng Việt Nam, quên chữ Việt Nam, đó là một cái truyền thống của chúng ta. Một lần nữa xin thành đã cảm ơn tất cả quý vị và cầu chúc quý vị an khang và thịnh vượng. Thân ái chào toàn thể quý vị. Kính tặng niềm vui ngày tết cũ nhà quan ăn lễ đang mời quý vị. Và chúng ta hãy trở về với những câu đấu võ bắn chung sân lên niêu khai hạ hái lộc lễ chùa, và tất cả những hình ảnh thân tình đó sẽ được nói lên qua nhạc phẩm ly rượu mừng, và do tất cả anh chị em trong ban chấp hành của hội cũng như là tất cả hội đồng hương Cà Mau trình bày. Xin quý vị trân trọng hát tay. Bye.
sâu hồng.